hướng dẫn cài đặt và học qua ứng dụng eSpace. Đối với máy tính dùng hệ điều hành Windows, tải app dành cho Windows theo đường link sau đây. Yêu cầu máy tính đang sử dụng hệ điều hành Windows 7, 8 hoặc 10 và chạy Framework 4.5 trở lên. Nếu không, xin hãy download Framework theo đường link dưới đây. Đối với máy tính dùng các hệ điều hành khác, yêu cầu cài đặt trình duyệt Chrome 7 mới nhất. Đối với các thiết bị smartphone và máy tính bảng, đây là liên tải cho thiết bị chạy hệ điều hành iOS và đây là liên tải app dành cho thiết bị chạy hệ điều hành Android. Đầu tiên, đối với máy tính dùng hệ điều hành Windows, mở trang chủ eSpace, chọn mục tải app, chọn Download for Windows. File sẽ tự động tải xuống ở góc trái bên dưới màn hình. Di chuyển tới nơi chứa thư mục vừa tải, click phải và chọn Extract File, tiến hành cài đặt. Vào thư mục vừa giải nén, mở hướng dẫn cài đặt và làm luân phiên từng bước. Chạy file này nếu bạn dùng Windows 7 và chạy file này nếu bạn dùng hệ điều hành Windows 8 hoặc 10. Có thể bỏ qua bước này nếu máy tính của bạn đã được cài đặt sẵn. Cuối cùng, cài đặt eSpace Student V5. Trở lại trang chính, mở ứng dụng eSpace trên màn hình, đăng nhập tài khoản học tại eSpace. Trong ứng dụng, bạn sẽ nhìn thấy đầy đủ các chức năng như đặt lịch học, kiểm tra lịch học sắp tới, trang cá nhân, video bài học, thư viện bài học và phòng chat trò chuyện với giáo viên. Cách làm tương tự cho các trình duyệt khác. Tiếp theo là hướng dẫn cài đặt phần mềm học cho smartphone và máy tính bảng. Đối với hệ điều hành iOS, vào trang chủ eSpace qua Safari. Chọn mục tải app tại App Store ngay phía trên đầu màn hình. Bạn có thể vào trực tiếp App Store trên màn hình chính, tìm kiếm ứng dụng eSpace để cài đặt.
trang chính và mở ứng dụng eSpace. Đăng nhập tài khoản học trên eSpace. Trong ứng dụng, các chức năng cũng được hiển thị như trang cá nhân, đặt lịch học, các chương trình khuyến mãi và phòng chat với giáo viên. Hướng dẫn đặt lịch học trên app dành cho Windows. Click vào chức năng đặt lịch học. Đầu tiên, bạn chọn giáo viên phù hợp với gấu học. Các ô hiển thị màu xanh là các khung giờ được mở và bạn có thể book lịch học. Các ô màu đỏ là những khung giờ đã được book và bạn không thể chọn các ô màu đỏ này. Trở lại ứng dụng và chọn lịch học sắp tới, hệ thống sẽ hiển thị giờ học và thông tin giáo viên. Nhấn vào nút tham gia khi tới giờ học. Hướng dẫn đặt lịch học trên smartphone. Bạn cũng vào ô đặt lịch học tương tự, chọn giáo viên phù hợp theo gói học. Ô màu xanh là những khung giờ bạn có thể chọn, và ô màu đỏ là những khung giờ đã được book. Trở về trang cá nhân, vào phần buổi học, lịch học và thông tin giáo viên sẽ được hiển thị. Click tham gia khi giờ học bắt đầu. Cách làm tương tự đối với smartphone và các thiết bị chạy hệ điều hành Android.